Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở trước cổng trường chuyên Lê Hồng Phong ha, trên đường Nguyễn Văn Cừ. Phía trước mặt anh chị là dòng xây Nguyễn Thị Minh Khai, ngõ 70 Minh Khai nha. Ở bên đây là Lotte Max nè. Đó, Now Zone ha anh chị. Bên đường Nguyễn Cừ cặp bên hông cái bộ công an của mình nha. Đó, trước mặt anh chị là trường chuyên Lê Hồng Phong nè anh chị. Thì hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà ở hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi nha. Ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Cư Trinh luôn nha anh chị. Đó, phường chữ quận số ha. Đó, nằm cặp bên hông bộ công an luôn. Hẻm thì xe hơi vào tới nơi. Đó, kế bên trường chuyên Lê Hồng Phong. Đó, trường tự nhiên á. Đó, khoa học tự nhiên. Bên đây là trường khoa học tự nhiên nè anh chị. Đó, còn bên đây là bên khu vực của bộ công an của mình. Đó, đi thẳng lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Mình căn nhà mình nằm ở đường hẻm 137, đường Trần Đình Xu nha anh chị. Hẻm xe hơi ha, gần chợ ha, gần chợ, căn góc luôn. Ở đây là An Dương Vương và Nguyễn Văn Cừ nha. Mình đi thẳng qua luôn nha anh chị. Rồi mình sẽ tới Nguyễn Trãi, mình rẽ tay trái ha, cách bạn chỉ dẫn nè, quận 8 ha. Rẽ tay phải thì về Nguyễn Tri Phương, rẽ tay trái thì về chợ Bến Thành nha anh chị. Đó, thì mình tập trung rẽ qua tay trái nha, về hướng về quận Nhất ha anh chị. Rẽ tay phải theo đường Nguyễn Trãi thì về quận 5, chợ Bầu Sen ha. Ở căn nhà mình ở trung tâm quận Nhất nha anh chị. Đó, mình đi hướng Nguyễn Trãi, mình đi vào nhà mình nha. Ở tay trái của mình là bộ công an nè. Ở tay trái của mình là bộ công an ha. Chiều ngang của căn nhà mình đó là 3,5 m nha, và chiều sâu vào là 6,5 m nha anh chị. Đó, chiều sâu vào là 6,5 m, và mình ở tầng 2, tầng 3 của mình đó thì lớn ban công ra được thêm là 1,5 m nữa. Về chi thì chiều ngang của căn nhà mình là 3,5 m và sâu vào á là được 8 m ha anh chị. Ở tầng 2, tầng 3 nha. Đó, mình sẽ quẹo qua hẻm đường Nguyễn Cảnh Chân, mình vào căn nhà của mình nha anh chị. Ở phía trước mặt anh chị là đường Nguyễn Cảnh Chân nha. Mình đang trên đường Nguyễn Cảnh Chân nha. Đó, đây là bộ công an luôn nè anh chị. Đó, mình đi theo cái hẻm của đường chính của mình nè. Ở khu dân cư hiện hữu nha. Hẻm đường là đường nhựa nha anh chị. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 4,650 tỷ nha anh chị. Và giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ mình ha. Đó, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng. Đó, một chiếc xe để đây, một chiếc xe chạy qua bình thường nha. Đó, hẻm cái nhà mình nè. Rồi, thì chạy tới vị trí căn nhà của mình rồi nha. Đó, căn nhà góc phía trước mặt anh chị mình nè. Đó, căn nhà mình ở góc nha. Đó, hẻm trước nhà của mình. Ở căn bên đây nha anh chị. Căn bên này. Ở đây thì hẻm 137, mình chạy thẳng ra là ngay chợ ha. Đi thẳng cặp theo ở chợ đi khoảng 3 phút rồi, đi bộ thôi anh chị. 3 phút là tới rồi. Khu dân cư hiện hữu hết ha. Đó, một trệt và hai lầu, ở trên có cái lửng nữa nè. Ở dưới trệt của mình á là 3,5 m nha, và sâu vào là 6,5 m. Còn tầng 2 nè, tầng 3 và ở trên cái lửng ở trên á là 3,5 m và sâu vào là 8 m nha anh chị. Đó, khu dân cư hiện hữu nha. Hiện trước nhà nè. Hẻm xe hơi đậu một chiếc ha. Còn rộng rãi ha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán hình ký công chứng sang tên, giá là 4,650 tỷ nha. Bây giờ mời anh chị đi theo Nhân để xem bất động sản này nha. Thì sẽ vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nè. Rồi anh chị mình hãy nhấn like để ủng hộ kênh ha.
và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình nha. Rồi, trước khi bắt đầu vào video, anh chị hãy nhấn like video mình nha. Cảm ơn tất cả anh chị nha. Rồi, và bây giờ Nhân đang đứng trước vị trí căn nhà của mình ha anh chị. Thì căn nhà mình có địa chỉ là 137 nha. Xẹp 104 đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, hẻm xe tải ra vào ha. Khu vực toàn những nhà cao tầng thôi. Đó, một căn nhà có pháp lý sổ hồng rõ ràng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Hẻm 137 đi ra đây thì ra ngay chỗ Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu ha anh chị. Đó, căn nhà mình có một căn góc nha, nên ở trên mình mở mấy cửa sổ. Ở trên mở mấy cửa sổ ha. Đó, một trệt và hai lầu ha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình là 3,5m nha anh chị. Và chiều sâu vào là 6,5m. Ở trên ban công mình lấn ra được 1,5m nữa nha. Vậy chi ở trên đó là 8m ha anh chị. Ở trên là 8m và sâu vào là ngang là 3,5m ha. Đó, bên ngoài thì trụ ốp đá hoa cương mặt trước nè, trụ ốp đá hoa cương ha. Lên tới trên và nhà được bảo vệ với hai lớp cửa nha. Đó, một lớp cửa cổng bên ngoài, cửa sắt bốn cánh, bên trong có lớp cửa kéo ngang mà nữa ha. Đó, hẻm trước nhà của mình rộng rãi nha. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, sổ hồng riêng, mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên thôi. Đó, diện tích đất của mình từ vị trí này vào tới trong ha là 6,5m nha anh chị. Hiệp nhà cao ráo, có làm cái bậc xe cho mình, ba ga để mình cái hiềm đá nè để mình chạy xe lên, cao hơn khoảng 2 tấc anh chị, cao hơn khoảng 2 tấc nha. Nhà sử dụng tông màu sáng, trụ ốp tường cao tới trên luôn nha, hai bên thì trụ ốp tường cao tới trên ha anh chị, chiều ngang tới 3,5m ha và chiều sâu vào là 6,5m, ở trên lấn ban công thì 1,5m nữa thì chi là 8m ha. Đó, dưới tầng 1 này á, tầng trệt thì trụ ốp tường, ốp gạch ngang cao tới trần luôn, và trần nhà mình á, thì xài toàn bộ hệ thống đèn led nha. Sofa để đây. Đó, nhà mình hẻm rộng rãi, anh chị mình để xe, bên hông mình để được một chiếc xe cặp ngang nữa nè. Đó, bên hông để xe cặp ngang và hẻm này ra 137 đường Trần Đình Xu ha. Còn bên đây thì ra ngay chỗ đường Nguyễn Cảnh Trân ha anh chị. Đi Nguyễn Cảnh Trân mình đi vào ha, sau lưng bộ công an đi vô nha. Đó, thì ở đầu video Nhân có quay cho anh chị mình xem rồi đó. Đó, nhà nằm toàn bộ trong khu dân cư hiện hữu luôn, không còn quy hoạch lộ giới hẻm giới gì nữa nha. Đó, giá là 4.650.000.000 nha anh chị. Đó, tường nhà thì ốp gạch cao ráo hết, cao lên tới trần luôn, ốp gạch ngang ha anh chị. Bên hông ngay chỗ không gian của tivi thì chủ làm một tấm nhựa giả gỗ, này là nhựa giả gỗ nha, ốp cao lên tới trên luôn. Nhà thì điện chính, nước chính. Điện trong gia đình này thì chủ làm điện âm hết anh chị. Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Cư Trinh anh chị. Đó, giá là 4.650.000.000, giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân để xem qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha anh chị. Và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình nha anh chị. Đó, ở đây thì không gian của bếp. Bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới nha. Mặt bếp xài đá hoa cương. Đó, mặt bếp xài đá hoa cương nha. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp xài đá hoa cương nha. Và bên trong thì chủ dán kính cường lực ha anh chị. Đó, bồn rửa nè. Ở trên có máy hút mùi. Và chỗ này thì cũng có bếp âm ha, tủ bếp dưới của mình. Đó, không gian phía sau thì chủ cũng ốp gạch cao tới trên hết rồi. Ngay chỗ không gian sàn nước thì ở trên đây có cái giá kệ inox 304 nha. Đó, inox 304 mình rửa đổ đây, xong mình để nước rõ xuống đây ha, rồi đem chất lên tủ ha. Không gian thì bếp thì cũng để được nhiều đồ, có nhiều ngăn ha. Nhà mình ở hẻm 137 xẹt 104 đường Trần Đình Xu thông sang đường Nguyễn Cảnh Trân ha anh chị. Ở dưới trệt mình thì có một nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh thì chủ ốp tường cao lên tới trên hết luôn.
có các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha anh chị. Thiết bị nhà vệ sinh là tương đối đầy đủ hết nha. Đó. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng cửa nhôm Sifa. Đó, không gian của căn nhà mình dưới chợt ha, mà anh chị xem lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên quay trên cho anh chị mình xem á. Ở trên có hai phòng ngủ nữa nha. Ở bên hông đây chủ ốp tường cao lên hết luôn nè, ốp tường cao lên sạch sẽ. Cầu thang đi lên thì cầu thang đúc đi theo chiều hướng kim đồng hồ nha anh chị, và mặt đi là đá hoa cương đen và mặt trong là đá hoa cương trắng nha. Ngay chân cầu thang thì cũng mở cửa sổ và có lắp rèm cho anh chị mình luôn nha. Đó. Ở đây đó, trên đây thì cũng lót gạch ngang cao lên tới 1,5 m rồi. Đó. Ở trên đây mình lấn ban công thêm 1,5 m nữa thì ở trên đây không gian này từ vị trí đó ra tới vị trí đây ha là 8 m nha anh chị. Đó, điện âm hết nha. Đó, nhà vệ sinh ở đây, nhà vệ sinh ở ngoài. Mình có thể dời cái cửa này ra đây, nếu mình dời cửa chỗ này ha, dời cửa chỗ này để mình có nhà vệ sinh phía trong ha. Mình không thích thì mình để nhà vệ sinh ngoài cũng được. Ở đây thì cái đi được nước để ống xả cho mình để xài máy giặt ha. Đây, còn nhà vệ sinh ở trên tầng 1 nè, trụ ốp tường cao tới trên ha. Đó, phải có máy hút gió luôn kìa. Cửa nhôm Sifa kết hợp với dán kính mờ cho anh chị mình luôn. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha. Rồi, phòng ngủ thứ nhất của mình nha anh chị. Đó, phòng ngủ thứ nhất thì cửa nhôm Sifa kết hợp với kính. Có cửa sổ ha, có cửa ra ngoài ban công. Đó, có đèn trang trí ở trên. Nhà thì trần nhà cao ráo, đóng la phong, xài đèn led hết nha. Hướng nhà của mình là hướng đông nam nha anh chị, mát mẻ ha. À, có cửa sổ hông, có cửa sổ bên hông, có lắp rèm, có cửa sổ trước nha. Và đây ra phần cái ban công cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, đây là không gian của tầng 1 ha. Đó, ban công thì ta dựng inox và mặt bên là kính cường lực nha anh chị. Ở đây thì có làm cái vách đó, cái tấm để mình treo đồ không rớt ha, giặt giũ phơi đồ đây không rớt. Nó cái sàn giá treo đồ nè, trên có mái ngói che nha, trên có mái ngói che. Hẻm trước nhà hẻm xe hơi ha. Ở nhà thì không đối diện nhà với nhau, anh chị mình người ta cũng không nhìn vào nhà mình ha. Một trệt và hai lầu nha anh chị, có thêm cái gác lửng ở trên nữa nha, được 3 phòng ngủ. Giá là 4 tỷ 650 triệu đồng. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Đây là không gian của tầng 1 ha. Đó, lót gạch sạch sẽ, lót gạch ngang sạch sẽ hết. Đó, phòng ngủ thoáng mát nha. Phòng ngủ thứ nhất của mình nha anh chị. Có nhà vệ sinh ha. Đây là nhà vệ sinh thứ hai của mình. Đó, cầu thang ta dựng gỗ đi lên nè. Mặt đi còn đá hoa cương. Tiếp tục nhân đi lên tầng 2 cho anh chị mình xem ha. Đó, hai bên lót gạch sạch sẽ hết. Hai bên đi tới đâu lót gạch sạch sẽ hết ha, lót gạch ngang nha anh chị. Đây có để một nước ở bên ngoài. Đó, đây có để một nước bên ngoài nha. À, phòng trên này có cái lửng ở trên này nữa nha. Đây phòng ngủ thứ hai của mình nè. Có cửa sổ, có cửa ra ngoài ban công, bên hông cũng có cửa sổ ha. Một trệt và hai lầu, có thêm cái lửng đi lên nữa nha. Ở đây cũng có giá treo đồ. Trước đây thì cho thuê ha, cho thuê từ tầng, nên giờ chủ lấy lại để bán luôn nha. Có lắp rèm cho cô chú anh chị mình hết ha. Đó, giá móc treo đồ thì mình dặn cái này xuống, cái nó rớt nó treo cái này xuống ha, thả này xuống thì mình treo đồ lên. Ban công ra ngoài nè. Đó, khu vực nhà cao tầng hết, nằm ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, nằm gần chợ Bến Thành, ủy ban phường Nguyễn Cư Trinh nha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, hoàn công, mua bán thêm ký công chứng sang tên thôi. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu với chiều ngang là 3,5 m và chiều sâu vào là 6,5 m ha. Ở trên ban công mình lấn ra thêm được 1,5 m nữa thì là trên là 8 m nha anh chị. Rộng rãi.
gạch trong rồi đó gạch ống kính ha. Đây có cửa sổ, có khung sắt ha, khung sắt bảo vệ, có lắp rèm cho cô chú anh chị mình hết rồi. Rồi hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha anh chị. Rồi, cầu thang thì đây thì cầu thang gỗ, mặt đi bằng đi gỗ nha anh chị. Đây cái lửng của mình ở trên đó nha, một trệt hai lầu và cái lửng đó nè anh chị. Thì lửng này tương đối cũng cao. Đó, có cửa sổ nè. Tủ trên đây là tủ âm tường luôn nha. Đó, trên đây chủ làm tủ âm tường cho mình luôn. Đường ống ống đồng máy lạnh cũng có luôn rồi nha. Đó, ở trên đây có cửa sổ. Anh chị mình quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành nha anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ anh chị mình tính quay ha. Quay nhà là miễn phí ha. Cửa đây thì sử dụng cửa gỗ và mình kéo ngang qua vậy nè, kéo ngang qua ha, cửa lùa ngang qua vậy nè. Nó đó đường đi ra ngoài, đường đi ra ngoài. Lên là sử dụng lý nước rồi ở trên đó ha. Nó phòng này tương đối rộng. Đó, gạch ốp gạch ngang cao lên hết ha anh chị. Địa chỉ của căn nhà mình là 137/104 đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất. Anh chị mình đi vào đường Nguyễn Cảnh Trân. Hẻm rộng rãi hơn ha. Hẻm 137 là hẻm chợ nha anh chị. Đó, đây có sàn nước bên ngoài. Điện âm ha. Điện âm tường hết luôn. Đó, giá là 4 tỷ 650 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Nằm ở hẻm xe hơi ha, khu dân cư hiện hữu. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán hình ký công chứng sang tên. Ở đây cái giống như dưới ha, làm cái máy giặt ở đây. Anh chị mình có thể chờ cái cửa nó ra vị trí này ha. Thì nhà vệ sinh nằm ở trong không ha anh chị. Và vị trí cái gạch này thì cũng rộng rãi hơn. Phòng mình sẽ rộng hơn nữa ha. Ở đây có cái thiết bị đầy đủ hết à. Rèm, đèn ha, đèn trang trí ở trên. 4 tỷ 650 triệu nha. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Rồi hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này sớm ha, và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua một bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 4 tỷ 650 triệu ha, để bạn bè người thân của mình có thể nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Đó. Hẻm thì hẻm xe tải đi vào ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, quận Nhất, phường Nguyễn Cư Trinh ha anh chị. Rồi hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này sớm nha anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đây để xe bên này. Thôi xin chào và hẹn lại anh chị ở video quay nhà lần sau.